Xin chào cả nhà mình, rất vui khi được gặp lại cả nhà mình trong Cơn Lũ Nguyên. Chúng ta đã cùng trải qua một chuỗi hành trình với sự giàu toàn diện ở 7 yếu tố là giàu tâm thái, giàu trí tuệ, giàu nhân cách, giàu năng lực, giàu vật chất, giàu thể chất, thông qua một ngôi nhà với 4 khía cạnh là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Nhưng hơn hết, chúng ta đều biết rằng trong đời sống này chúng ta cần phải có tiền. Và chúng ta cần phải có sức khỏe, chúng ta cần mối quan hệ, chúng ta cần nội tâm. Và thực tế thì Nguyên cực kỳ tâm đắc, sau chuỗi hành trình mình chuyển hóa, Nguyên mạnh mẽ hơn, Nguyên tự tin hơn, Nguyên có một đời sống an vui, trân trọng biết ơn và bao dung. Thì Nguyên mới nhận ra rằng tại sao mình không kinh doanh về lĩnh vực sức khỏe. Thì lúc này mình vừa có sức khỏe cho bản thân của mình, mà mình vừa có được tài chính, là vì mình đang kinh doanh, mình đang kiếm tiền dựa trên lĩnh vực sức khỏe thì mình có tài chính. Và trong lúc mình kinh doanh thì mình cũng có thể giúp đỡ được sức khỏe của bản thân mình nè, giúp đỡ được sức khỏe của những người thân bên cạnh mình, ba Nguyên, mẹ Nguyên và ba mẹ của các anh chị, ba mẹ của cả nhà và những người thân xung quanh thì mình có mối quan hệ. Và cùng với mối quan hệ của khách hàng thì có phải chúng ta đã làm tròn 4 bức tường bên ngoài tròn và rất là tròn trịa hay chưa? Nếu như bạn nào đang kinh doanh về một lĩnh vực khác không sao hết, còn nếu như những ai đó như Nguyên, thường ngày sức khỏe cũng không phải là quá tốt đâu và cũng đang trên cái hành trình để tạo dựng nên một cộng đồng hạnh phúc, vui vẻ, thành công, thịnh vượng, thì ở đây chúng ta có yếu tố gì ạ? Chúng ta có yếu tố hạnh phúc từ việc chúng ta thấu hiểu nội tâm của bản thân mình và chúng ta thấu hiểu cho mọi người, luôn luôn trân trọng biết ơn những người khác, luôn luôn bao dung và an vui. Và chúng ta có yếu tố thành công. Thì thành công ở đây là thành công về mặt tài chính và thành công về mặt trưởng thành con người. Và để thành công, để hạnh phúc thì cần có sức khỏe. Vì nếu như không có sức khỏe thì chúng ta sống trong sự tiêu cực, sống trong những cái cảm xúc rất là đau khổ, đau về mặt thể chất, đau khổ về mặt tinh thần, và chúng ta thấy có tiền mà cũng không thật sự trọn vẹn. Vậy thì lúc này yếu tố sức khỏe rất là quan trọng. Có thể nói rằng sức khỏe là ưu tiên số 1, sức khỏe là vàng. Vậy thì chính Nguyên cũng đang ngộ ra, Nguyên ngộ ra rằng nếu như Nguyên kinh doanh về lĩnh vực sức khỏe, bản thân Nguyên cũng sẽ rèn luyện hàng ngày. Thay vì hàng ngày mình kiếm tiền ở một công việc khác, mình đi bán hàng thương mại, mình bán những mặt hàng khác, đồ gia dụng, hoặc là bán sách, hoặc là bán những cái gì đó bên ngoài, hoặc là bán đồ media, bán công cụ quay phim chụp hình chẳng hạn, thì Nguyên cũng có tài chính, Nguyên cũng có quan hệ, Nguyên cũng có nội tâm, nhưng Nguyên chưa có thời gian để có thể rèn luyện sức khỏe thể chất cho bản thân của mình, đúng không? Cho nên vậy tại sao Nguyên không kết hợp ở việc mình kinh doanh về lĩnh vực sức khỏe, thì hàng ngày những hoạt động về thể chất của mình là những hoạt động phục vụ cho công việc của mình, làm marketing, làm video để giới thiệu với chị em, và cũng như là giới thiệu lợi ích của cái lĩnh vực sức khỏe đến với cả nhà, thì bản thân mình vừa cộng gộp được thời gian mình kinh doanh, mình có tiền, và cũng cộng gộp thời gian mình chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân của mình và mình lan tỏa cho những người xung quanh. Nếu như chị em chúng ta, nếu như cả nhà chúng ta, hoặc là nếu như kể cả những bạn trai, những bạn nam, những ai đang loay hoay, đang tìm cho mình một định hướng kinh doanh, thì có thể đồng hành cùng Nguyên về lĩnh vực sức khỏe. Bản thân Nguyên cũng đã tìm hiểu về sức khỏe trước giờ, nhưng mình cũng chưa có cái nhận thức rằng sức khỏe là cái yếu tố mà mình rèn luyện hàng ngày, hàng giờ, mỗi ngày luôn. Và bản thân Nguyên cũng trước đây cũng chưa ngộ ra là mình hoàn toàn có thể kinh doanh lĩnh vực sức khỏe để vừa có tiền, vừa có mối quan hệ và vừa vững nội tâm. Giống như cái việc là vừa khỏe mà vừa đẹp, vừa trẻ mà vừa khỏe. Nếu như video này là thật sự tâm đắc với một ai thì follow kênh Nguyên. Trong những ngày tiếp theo, Nguyên sẽ cùng chia sẻ với cả nhà chúng ta những quan niệm chuẩn về sức khỏe và bằng cách nào chúng ta kinh doanh về lĩnh vực sức khỏe để vừa có tài chính, vừa có quan hệ, vừa có sức khỏe cho chính bản thân của mình, có sức khỏe cho những người thân xung quanh của mình. Ba mẹ mình cũng đã lớn tuổi, ba mẹ mình cũng thường xuyên bị bệnh, thì tại sao mình không thể làm một điều gì đó cho họ để họ càng lúc càng khỏe hơn, để họ sống lâu dài hơn với mình, và bản thân mình cũng phải khỏe. Mình khỏe thì mình mới có thể gánh vác được gia đình mình mới có thể làm tròn trách nhiệm chứ, làm tròn trách nhiệm chữ hiếu nè,
làm tròn trách nhiệm, mình cũng đang là một người vợ, một người mẹ cho gia đình, thì mình phải khỏe và khỏe và cũng phải có tiền nữa, cũng phải có mối quan hệ nữa. Thì những sản phẩm, những mặt hàng về lĩnh vực sức khỏe giúp ích cho mình, giúp ích cho người thân và cũng giúp ích cho cộng đồng, cùng nhau chúng ta cùng khỏe mạnh. Thì chúng ta khỏe mạnh, chúng ta vui vẻ, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có tiền thì chúng ta thành công, chúng ta thịnh vượng. Chúng ta đã xây dựng nên một cộng đồng giàu có, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Follow kênh của Nguyên để Nguyên tìm hiểu những chuỗi video sau về cách thức làm như thế nào để kinh doanh lĩnh vực sức khỏe, những quan niệm chuẩn trong lĩnh vực sức khỏe là gì và hành trình chúng ta xây dựng được một sự nghiệp thành công chính thức bắt đầu. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Võ Thị Yến Nguyên. Để không bỏ lỡ video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ở giữa hình tròn hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên trái hoặc ở bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.